Các bạn, mình quay trở lại trên đây. Sống trong thời đại 4.0 với nền công nghệ ngày càng tiên tiến thì một chiếc smartphone là thứ không thể thiếu đối với chúng ta đúng không ạ? Nhưng trên thị trường hiện nay các dòng smartphone đang có giá khá là đắt đỏ và các bạn muốn tìm một chiếc điện thoại với giá phải chăng hơn mà vẫn đảm bảo các tính năng hiện đại. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc điện thoại với giá cực hời và các tính năng rất đáng được quan tâm. Và đây chính là em nó, chiếc điện thoại Nokia 2.2 VSTA 1188. Nào chúng ta cùng khám phá ngay nhé. Chắc chắn và đậm chất Nokia. Máy cũng đi theo xu thế màn hình giọt nước, đem lại cho chúng ta một trải nghiệm đầy mới mẻ. Thời lượng pin của nó lên tới 2 giờ nhờ vào viên pin lên tới 3000 mAh và có được hỗ trợ thêm chế độ đèn led phát sáng ở khắp các cứng nguồn. Và một điều đặc biệt cuối cùng nữa đó chính là chế độ chụp ảnh thiếu sáng của chiếc điện thoại này nhờ vào độ phân giải của camera, đó chính là 13 megapixel đối với cam chính và 5 megapixel đối với cam phụ. Và gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại 1800 1788 để được tư vấn về sản phẩm hoặc truy cập website www.hc.com.vn để xem chi tiết về sản phẩm. Và bạn đừng quên HC giao hàng thần tốc trong 2 giờ. Với mức giá 1.590.000 đồng, bạn đã có thể dễ dàng sở hữu một chiếc smartphone. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay cho chúng tôi.